Vụ việc đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay có lẽ là vụ cháy nghiêm trọng tại khu chung cư Sa La Hà Đông, Hà Nội. Một ngày sau khi vụ cháy xảy ra, mặc dù không còn bị đe dọa về an toàn tính mạng, nhưng đến thời điểm hiện tại thì hàng nghìn người dân đang sống tại hai tòa CT4A và CT4B vẫn chưa được trở về nhà của mình. Từ việc có nhà cửa ổn định thì nay bỗng dưng rơi vào tình cảnh sống vạ vật lang thang. Cả một khu đô thị sau vụ cháy tối qua đến hôm nay ngổn ngang chẳng khác một chợ người. Đến thời điểm hiện tại, nguy cơ đe dọa tính mạng từ đám cháy là không còn. Nhưng nghĩ lại sự việc đã qua, nhiều người không khỏi rùng mình. Là bây giờ vẫn sợ, còn chưa biết thế nào. Chỉ biết là sợ và nói chung là cảm thấy rất sợ luôn ý. Mà bây giờ cứ nghĩ thế là sợ rồi. Nghĩ thấy hai con mà mỗi lần thì nhà em toàn hai con vứt trên nhà chị ạ. Cứ nghĩ thế là sợ rồi. Đã gần một ngày trôi qua, nhưng với những người dân đang sống tại khu đô thị Sa La, vụ hỏa hoạn như một cơn ác mộng kinh hoàng, bất ngờ ập đến khiến họ không kịp trở tay. Đang sống yên ổn trong căn nhà của mình, chỉ trong phút chốc, hàng nghìn người đã lâm vào cảnh có nhà mà không thể về. Thang máy không có, điện đóm nó tối thế thì lên làm sao, trèo người già rồi, không trèo lên được, cao lắm. Mất điện mất nước lên cũng chẳng giải quyết được cái gì. Cơm cũng không nấu được ăn, mất điện mất nước thì nấu bằng cái gì ăn. Mà bây giờ nó đang trong tình hình như này, mùi miếc như này mà trèo lên cao như thế, lại người già rồi mà hôm qua cô đã bị ngạt khói suốt buổi tối hôm qua, bây giờ lại lên ngửi nữa thì ốm mất. Ở nhà thì chưa trở về được, thì cho các cháu nó về nó lấy đồ đạc thì là ra tạm nhà, người nhà ở nhờ. Chờ khi nào mà điều kiện nó ấy thì về, thỉnh thoảng về xem nhà xem cửa cần cái gì thì lấy đi để có cuộc sống nó ổn định thôi. Bây giờ công việc nó xảy ra giờ biết làm sao. Mình cảm thấy là mình không được cái công tác mà phòng cháy chữa cháy nó không được tốt, mà tự nhiên mình đang có nhà mà mình phải đi ở thuê như thế này thì mình cảm thấy thực sự là rất là không được thoải mái. Nhưng đó chưa phải là tất cả, mặc dù chưa có thống kê chính xác, nhưng có ít nhất 200 xe máy của người dân để trong hầm để xe đã bị thiêu rụi. Con số này thậm chí còn cao hơn nhiều lần do thời điểm xảy ra cháy đều là lúc người dân đã về nhà. Theo mình được hiểu thì có một phần lớn là xe nó bị cháy, nhưng mà mình thì mình chưa biết là cái xe của nhà mình nó nằm ở cái khu là bị ảnh hưởng cháy hay là cái khu cách ly. Hiện tại đang chờ ở bên đơn vị xét nghiệm xong thì mình sẽ xuống mình kiểm tra sau. Không lấy được thuốc men quần áo gì cả, chỉ có mỗi chạy người không này thôi, lấy mặc quần áo của mẹ 80 tuổi này. Đấy, có quần áo gì đâu, không có thuốc men gì, chẳng có cái gì, tiền không có. Chạy người không xuống thì có cái gì đâu mà bây giờ phải nhờ người trèo lên nhà để lấy thuốc men, quần áo. Thế còn hai cái xe máy ở dưới tầng hầm thì cháy hết rồi. Với những người lớn tuổi, được sống an toàn để hưởng thú vui tuổi già là điều mà ai cũng muốn. Còn những người trẻ, sau niềm vui mua được nhà thành phố, họ chẳng thể ngờ rằng có lúc mình lại phải sống vật vờ như thế này.